Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có thể thời trẻ nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình không bao giờ trả hết nợ vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề khiến cho những người này đau đầu. Nhưng bạn yên tâm, đó chỉ là nhất thời mà thôi. Chứ trong năm nay thế nào bạn cũng trả hết nợ, chẳng phải đau đầu vì tiền như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết. Đã thế, lại còn trải qua được một cuộc sống dư giả, tiền bạc rủng rỉnh, phúc vận đầy nhà. Tuổi Dần năm 2021 được tử vi dự báo nợ nần đến mấy cũng có thể trả hết, đổi vận, giàu sang nhờ phúc vận đầy bất ngờ. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn nút đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Dần năm 2021 Tân Sửu. Năm 2021, tuổi Dần phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế do ngũ hành của Thái Tuế là Sửu âm thổ xung phá với Dần dương mộc, nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bể nắm bắt. Sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Tân Sửu, Tuế Can Tân Kim lộ xuất chính quan, Thái Tuế Sửu âm thổ gặp chính tài tinh. Sửu âm thổ và Dần dương mộc xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú hổ. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì lớn, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều, may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Tuổi Dần thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2021. Đòi hỏi, bản mệnh phải bình tĩnh và giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Về mặt tình cảm, năm nay tài quan cùng xuất hiện, vận thế của nam nữ mệnh chủ tuổi Dần tương đối tốt. Thực tế, đối với nữ mệnh mà nói, năm 2021 gặp được chính quan đào hoa. Nếu có thể nắm bắt lấy cơ hội này, có hy vọng đạt được tình yêu mỹ mãn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng mệnh chủ tuổi Dần năm nay đều được thuận buồm xuôi gió. Thái Tuế năm 2021 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần phải nhớ kỹ, năm Tân Sửu chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Không chỉ mất tiền của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Sửu thổ còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị mộc khắc chế. Có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra những bệnh liên quan tới thận và các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Bản mệnh dễ nổi nóng bốc đồng mà chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra.
con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Tóm lại, kiến nghị mệnh chủ tuổi Dần có thể nhân lúc vận mệnh của mình còn chưa xuống dốc, bổ túc học tập, nâng cao công việc liên quan, tăng cường sức cạnh tranh của bản thân, cũng có lợi cho việc phát triển lên cao của sự nghiệp sau này và chuẩn bị kỹ càng để chống lại những sóng gió trong năm tuổi của mình, đó là năm 2022, năm Nhâm Dần. Trong quá trình kinh doanh, đầu tư thì chú ý tránh xa mạo hiểm để giảm bớt tổn thất tiền bạc. Về mặt cuộc sống cũng thích hợp giảm bớt áp lực, rèn luyện bản thân. Đồng thời, người đang yêu hoặc đã kết hôn nắm chắc cơ hội tốt này, tranh thủ biến người giàu có trở thành người nhà để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý thần theo tuổi của mình, đó là Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi về tài lộc của mệnh chủ tuổi Dần năm Tân Sửu 2021. Xét về đường tài lộc của tuổi Dần vào năm 2021, có thể do Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu Âm Thổ lộ xuất chính tài. Tài quan lưỡng sinh cho nhau nên về cơ bản mệnh chủ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tài lộc của mình. Tài lộc trong năm Tân Sửu chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham lam mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất trắc, càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Nếu có dự định đầu tư thì cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, áp dụng đúng quy định, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất thiệt hại nghiêm trọng. Nên kiếm thêm việc làm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ lạm lụng thì tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả hơn. Đặc biệt là từng người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ, đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh, nên trong năm nay, mệnh chủ sẽ có những hao tổn trong tài vận, cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí, phong thủy, bát bảo tâm kinh mang theo bên mình để kích hoạt cung tài vận và quan vận. Rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh buôn bán muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Tử vi về sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dần năm Tân Sửu 2021. Sửu Âm Thổ là chính tài của Dần, chủ về quyền quý, chức vị và danh tiếng. Về mặt sự nghiệp sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân, dễ dàng có bước ngoặt nếu không ngại vất vả để bản thân tự làm, phát huy tài năng của chính mình, thành tích nhất định vượt xa khỏi dự tính. Đồng thời, chính quan cũng đại diện cho cấp trên, lãnh đạo cấp trên sẽ trọng dụng bạn, sẽ tiếp thu ý kiến của mình, càng có khả năng ủy thác trọng trách. Nên chăm chỉ nỗ lực, năm nay thành tích nổi bật, bất luận là vận thế nam nữ đều sẽ mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là người kinh doanh hay công chức đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn phương hướng. Nếu có thi cử bồi dưỡng, đánh giá thành tích sẽ tương đối dễ dàng thông qua. Nhưng dù sao năm nay cũng bị thái tuế kiểm soát, đồng thời suy nghĩ trọng dụng bạn cũng biểu thị thái độ của cấp trên. Quý nhân đối với bạn còn mang theo sự soi xét, cần phải hiểu rõ năng lực của bạn làm được đến đâu. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực và quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Vì vậy mà nói, mệnh chủ tuổi Dần năm nay cần phải cẩn thận làm việc. Tuy thành tích có chút thu hoạch, nhưng chắc chắn không được kiêu ngạo. Dù sao cũng không được mục hạ vô nhân, cần phải thận trọng trong cách cư xử. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự, nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú hổ phải chịu đựng.
bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh, xem bản mệnh có thể bứt phá được hay không nếu không có ai tạo điều kiện cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Nếu cơ may thăng tiến chưa tới với bạn thì bạn phải có nhìn nhận đánh giá lại tình hình của mình. Cần kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng vì chán nản bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên. Bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Dần trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Bính Thân, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 cho tới ngày 6 tháng 9, tức từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh sau này. Nhìn chung thì những gia chủ tuổi Dần không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Dần năm Tân Sửu 2021. Xem đường tình duyên năm 2021 của tuổi Dần. Về mặt tình cảm, sẽ là một cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Bạn độc thân mệnh chủ tuổi Dần thì nên nắm bắt cho thật tốt cơ hội này để tiến tới tỏ tình với người trong lòng, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Dần lệ thành công rất lớn. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Sửu Thổ và Dần Mộc xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì dù là nam hay là nữ mệnh thì tuổi Dần cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Nhưng người đã kết hôn thì lại chịu ảnh hưởng của kiếp sát. Quan hệ với nửa kia dễ dàng rạn nứt, tình yêu bị chia rẽ. Một phần nhỏ bị bạn bè ảnh hưởng lớn, dù có danh vợ chồng thì cũng dễ dàng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Đừng quá lo lắng. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy đồng hồ chim công treo ở vị trí đào hoa trong phòng khách để hòa hợp vợ chồng. Còn với người đơn thân thì treo để tăng cường đào hoa vận. Chính quan lưu niên có lợi cho phát triển nhân duyên khác giới. Người độc thân mệnh chủ tuổi Dần nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh nhờ người lớn tuổi giới thiệu, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy sử dụng cho mình một trang sức trợ mệnh Dần Ngọ Tuất, giúp gia chủ hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dần Tân Sửu năm 2021. Sức khỏe của tuổi Dần vào năm Tân Sửu 2021 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm, thái tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Cùng với đó, trong năm Tân Sửu 2021 này, do thổ khí quá vượng nên mệnh chủ tuổi Dần cũng cần phải chú ý nhiều tới các bệnh tiêu hóa. Chú ý nhiều về đường ăn uống của mình để tránh mắc phải những bệnh liên quan. Hạn chế tham gia các hoạt động hay là trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi. Cũng hạn chế đi đến những nơi âm u, ẩm ướt. Nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là chuyện quan trọng nhất. Khi tự lái xe hoặc đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất, chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng với bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào xảy ra.
trong năm thì hạn chế đến những nơi nhiều nước, ẩm ướt, tối tăm hay có nhiều tà khí, dễ đẩy bản thân vào nguy hiểm, có thể bị xung sát gây thương tật. Tử vi tuổi Dần năm 2021 theo từng tuổi chi tiết. Tuổi Canh Dần sinh năm 2010, tùng bách mộc. Tuổi Dần mệnh tùng bách mộc trong năm 2021 này, vận khí khá tốt, chỉ cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ câu, cần cù bù thông minh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ ngay tới việc nhờ cậy người khác, mà cần phải có ý thức tự giác dựa vào chính sức mình. Trong năm có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn kiêu ngạo, cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Nếu còn theo nghiệp học hành thì cần phải giữ cho mình tinh thần chính nghĩa, cường trực, sống phóng khoáng thoải mái với mọi người thì nhân duyên cực tốt, bạn bè ở khắp muôn nơi. Chuyện học hành cũng khá là thuận lợi, được thầy cô bạn bè yêu quý giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng sẽ đón nhận không ít lời tỏ tình từ người khác phái. Nhưng đừng vội vàng nhận lời hứa hẹn. Hãy để cho thời gian thử thách đối phương cũng như là chính bản thân mình. Nếu đó là tình yêu đích thực thì cũng chẳng ngại chờ đợi để bạn gật đầu bước vào một mối quan hệ chính thức. Năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành, bích thượng thổ, thổ mộc tương khắc. Mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là liên quan tới phổi. Nam mệnh 12 tuổi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, dễ có đột phá trong việc học tập, đồng thời thích hợp đi du lịch xa cùng với cha mẹ. Nữ mệnh 12 tuổi, năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh, phải chú ý đến sức khỏe thể chất, dễ mắc bệnh nhỏ, nhưng hầu hết thời gian sẽ không gặp quá nhiều khó khăn và trở ngại lớn gì. Tử vi năm 2021 tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, thành đầu thổ. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 vận khí không tồi, có nhiều cơ hội đến với mình. Bản mệnh chỉ cần nắm giữ cơ hội đó là có thể xoay chuyển được vận mệnh. Nếu lỡ có gặp khó khăn thì hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước để cân nhắc và đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đừng vội vàng mạo hiểm đầu tư tài chính nếu không có một khoản tiền tích lũy không nhỏ. Nên biết cách lấy ưu điểm của người khác để bù đắp cho khuyết điểm của mình, tìm cách hợp tác để cùng phát triển, giúp lợi nhuận đạt được mức cao nhất. Còn trong chuyện tình cảm, Mậu Dần sinh năm 1998, nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ thổ tương hợp, nên mệnh chủ cần chú ý các bệnh liên quan tới gan, mật và xương cốt nhiều hơn nữa. Nam mệnh 24 tuổi, năm nay gặp Vân Hán chiếu mệnh, cần hành sự cẩn thận, đừng xung phong đứng đầu kẻo dính thị phi tai bay vạ gió. Nữ mệnh 24 tuổi, gặp La Hầu chiếu mệnh, cần chú ý những việc sảy thai, khó sinh, chú ý điều chỉnh cảm xúc. Tử vi năm 2021 tuổi Bính Dần sinh năm 1986, Lư Trung Hỏa. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh, khiến cho thổ khí quá vượng, vậy nên gia chủ sẽ dễ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Người tuổi Dần sinh năm 1986 trong năm 2021 này, vận trình nửa đầu năm thì khá là ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Ngoài ra trong năm nay, dễ dàng phát sinh với người khác, đề phòng, bị liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm này có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Nam mệnh 36 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, cẩn thận về các bệnh về gan và mắt, chú ý điều chỉnh tâm trạng.
nữ mệnh 36 tuổi, năm nay thủy diệu chiếu mệnh, cẩn thận các bệnh về miệng, nhưng cũng cần phải giảm thiểu tối đa các hoạt động trên nước. Về chuyện tình cảm thì năm nay, bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, Đại Khê Thủy. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, Thủy Thổ tương chiến, vậy nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều tới các bệnh liên quan về tim mạch, về mắt. Xem vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm 2021 Tân Sửu, mệnh chủ cần phải đặc biệt cẩn trọng bởi đây là năm đại hung đối với bạn, vận khí cực kỳ kém. Trong khoảng thời gian này thì khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi trong công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Hãy giữ quan điểm tài chính bảo thủ một chút, tức là dành phần lớn khoản tiền của mình có cho tiết kiệm, tích lũy bền lâu, hạn chế tiêu số tiền quá lớn vào việc đầu tư. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên biết cách khống chế ham muốn mua sắm quá đà, chớ nên chi tiêu lãng phí, đừng vì sĩ diện mà dùng tiền bạc thiếu cân nhắc, đổ tiền vào ăn chơi mua sắm. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, giảm bớt những thứ không thực sự cần thiết. Năm nay nên tự rèn cho mình cách nhìn người, chọn bạn mà chơi. Càng những thứ liên quan đến tiền như đầu tư kinh doanh thì càng không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Nên quan sát từng biến động của thị trường để có những thay đổi cho phù hợp. Trong chuyện tiền bạc thì nên để ý, nắm thế chủ động, chú ý cân nhắc mọi phương án trước khi làm bất cứ điều gì. Biết đủ là đủ, đừng quá tham lam. Đừng nóng vội, đòi thành quả quá sớm. Cần phải có đủ kiên trì và nghị lực thì mới có thể làm việc lâu dài, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Ngoài ra, năm nay chú ý tới bảo vệ sức khỏe, mọi chuyện nên dùng tâm bình tĩnh, đừng để kích động hại thân, đồng thời cũng nên chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải các bạn nhé. Nam mệnh 48 tuổi, thủy diệu chiếu mệnh, thích hợp đi công tác, làm ăn xa nhà, du lịch. Nữ mệnh 48 tuổi, mộc đức chiếu mệnh, dễ có các vết thương ngoài da. Người trong gia đình thì bình an, vợ chồng hòa thuận. Tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, kim bạch kim. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, thổ kim tương sinh, khiến cho kim khí quá vượng địa. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận, cẩn thận để tránh những tai nạn liên quan tới xương cốt. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong năm 2021 này, vận trình không có gì đáng lo. Các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất thì nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế thì nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung, thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình, ôm lo âu trong người. Tránh xa những kẻ tiểu nhân kẻo bị chúng lợi dụng lừa gạt. Một mặt năm nay cần phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác thì nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất luôn mang theo bên mình để hóa giải. Nam mệnh 60 tuổi, sao Vân Hán chiếu mệnh, thích hợp an phận thủ thường, phòng tránh thị phi. Nữ mệnh 60 tuổi, năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, dễ có các chấn thương nhẹ, đặc biệt cần đề phòng một số căn bệnh phụ khoa. Tử vi năm 2021, tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, Tùng Bách Mộc. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Canh Dần, những người sinh năm 1950 sẽ có một năm không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải chuyện không như ý, khiến cho kế hoạch đề ra không được thực hiện.
bản thân con giáp này là người khá cố chấp và nhiều thành kiến, tính tình lại tự cao, không thích tham khảo ý kiến của người khác, các mối quan hệ xã giao kém, dễ nảy sinh mâu thuẫn với mọi người. Bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc để tránh vì bốc đồng sốc nổi mà làm mất hòa khí. Nên dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động cùng người đồng tuổi, vừa để tăng cường tình đoàn kết, vừa để hóa giải buồn phiền. Lưu ý nên tránh các hoạt động mạnh, vận động trong thời gian dài, chỉ nên tập thể dục thể thao nhẹ nhàng giúp cho tâm trạng thoải mái, tăng cường sức khỏe, đừng ham ganh đua mà tự hại mình. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn biết về tử vi quý anh chị tuổi Dần trong năm Tân Sửu 2021. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được tư vấn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.